Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Sau đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày, hôm nay 2 tháng 1, 2024, người dân cả nước bắt đầu trở lại học tập và làm việc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, thời tiết ở miền Bắc không còn nắng và bắt đầu chuyển sang trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ C so với những ngày trước. Về đêm và sáng sớm, trời trở rét. Ở miền Trung, dự báo có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Trong khi đó, thời tiết Tây Nguyên và miền Nam vẫn chủ đạo là ngày nắng ráo, đêm không mưa. Trong tháng đầu tiên của năm 2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Số ngày rét đậm, rét hại tại miền Bắc ít hơn. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng không kéo dài nhiều ngày. Không khí lạnh khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của người dân. Ngoài ra, sương muối và băng giá có thể xuất hiện ở một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1, 2024 bắt đầu là thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Người dân cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2 tháng 1. Hà Nội mưa nhỏ, mưa dông vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, Ninh Thuận, Bình Thuận đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20 đến 23 độ C, phía Nam 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 đến 26 độ C, phía Nam 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.